Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. À, chào con, cô muốn đặt với con một câu hỏi. Theo con thì cái việc học sử có quan trọng không? Dạ, nó cũng cần thiết chứ cô. Cái thời gian mà em dành cho sách thì thường thường bao nhiêu thời gian trong một ngày? Khoảng một lần đọc sách khoảng mất khoảng 10-15 phút nào có đọc. Con có nghĩ rằng là tự học có quan trọng không? Dạ có. Tại sao con lại nghĩ là tự học quan trọng? Dạ tại vì nó giúp mình hiểu được những cái mình chưa hiểu. Cô chào Linh. Dạ. Linh có hay đọc sách không? Dạ không ạ. Thế thì cái nguồn tư liệu mà Linh hay xem hay đọc là gì? Dạ trên internet. Internet. Dạ. Thế thì con có nghĩ rằng đọc sách giấy với internet thì cái chất lượng của thông tin ấy, cái nào thì con thấy rằng nó tốt hơn? Cô tham gia cái chương trình văn hóa đọc và hai cuốn sách mà trong suốt hành trình 9 tuần các cô và đồng đội của mình ấy tham gia, đó là sách Người Thầy và sách Tôi Tự Học. Qua tham gia văn hóa đọc làng K9, đọc sách là để hiểu mình, và cùng bà nhà 16 chúng ta để làm cách nào để đọc sách một cách hiệu quả. Dạ chào cô Thơm ạ. À, trong quá trình mà cô Thơm đọc cuốn sách Tôi Tự Học á, thì có cái nội dung đó là ốc triết học á, thì cảm nhận thế nào về cái nội dung này, có thể trình bày cho mọi người cùng hiểu không? À, trong cái nội dung về cuốn sách tự học thì cái quan điểm về ốc triết học nó trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi về thế giới quan và nhân sinh quan. Chúng ta phải hiểu được bản chất của cái vấn đề và cuối cùng đó là hướng tới cái gì, con người hướng tới điều gì, và chúng ta phải có một cái cách nhìn tổng quan nhất để từ đó, từ cái cách nhìn tổng quan đấy chúng ta sẽ đi nghiên cứu, đi tìm hiểu. Và ốc triết học nó giúp cho chúng ta gợi mở những vấn đề mang tính khái quát, và khi chúng ta có vấn đề khái quát rồi thì chúng ta sẽ đi vào những chi tiết. Chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng vậy thì luôn luôn phải nhìn một cách tổng quát, và ốc triết học giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề từ cái khách quan cho đến cái cụ thể. Và cảm ơn em, đấy là sự hiểu của chị. À, cảm ơn. Chương 8 cuốn sách Tôi Tự Học thì em cũng học được vài ý để mình có cách lựa chọn làm việc tốt hơn, phải biết là làm từ học từ cái dễ đến cái khó, phải chọn những cái gì mà công việc phù hợp với mình mà mình yêu thích mà mình phải đạt được. Chương 6 học những gì? Học là công trình văn hóa, nghĩa là một công việc đào luyện trí não và tinh thần. Như chúng ta đã biết, cấp tiểu học là cấp chỉ lo dạy cho trẻ những kiến thức cần thiết và cấp bách trong một thời hạn nhất định. Cấp đại học đào tạo về chuyên môn, còn cấp trung học có sức mạnh tôi tạo nuôi dưỡng nuôi nấng những cái tiềm thức của con người. Hiện tại muốn chú trọng về giáo dục thì ta sẽ chú trọng về mục đích và phương pháp của cấp trung học. Nét đặc trưng biết nó đặc biệt nhất của nền học trung học chính là học viết. Học viết là phương pháp muôn đời để đào luyện về nhân thức, làm văn hay, tức là có tư tưởng đúng đắn, mục đích đi phân tích tình kinh tế tình cảm. Để viết văn cần viết cho thường và có phê bình. Học dịch văn, muốn học viết văn cần học dịch văn, đó là phương pháp hay nhất để viết văn hay. Dịch văn thì bắt buộc phải thật hiểu ý của tác giả, những danh từ, động từ, tính từ mà tác giả đã dùng. Muốn dịch văn cần phải có hai nguyên tắc. Thứ nhất, phải đi từ cái chung đến cái riêng. Thứ hai, phải theo quy lý mà dịch chứ không phải căn cứ vào sự tương đồng của tiết của cô văn. Đào Dương, em có thể cho chị biết là những cái cuốn sách gối đầu giường của em, và tại sao em lại học những cái cuốn sách đấy để gối đầu giường? Dạ, cảm ơn chị Thơm nhiều ha. Thì thật ra thì trong quá trình học tập và phát triển bản thân như là đọc sách, thì hai cuốn sách mà Dương cảm thấy tâm đắc và hiện tại đọc đi đọc lại cũng trên 5 đến 10 lần, đó là cuốn sách đầu tiên, đó là cuốn sách Liệu Pháp Tư Hướng. Cuốn sách thứ hai thì ta cỡ đến, đó là Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời. Một, hai, ba, bốn. Hành trình K9 khép lại, tuy chặng đường đã kết thúc nhưng chúng tôi nguyện sẽ giữ liên lạc với nhau và cùng nhau tham gia nhiều các hoạt động, các chương trình, các khóa học tiếp theo của
BKE để cùng nhau rèn thân và tiến bộ hơn. Nhà 16, nhà đoàn kết, lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương. Yeah!